Chiếc micro Shure MV88 cộng này nó có rất là nhiều các cái búp thu khác nhau, thì nó để đáp ứng cho nhiều cái nhu cầu ghi âm của các bạn. Thì ví dụ như là các bạn chỉ thu âm một cái đoạn text, ví dụ mình làm podcast hay là voice talent, thì các bạn nên chọn cái búp thu là mono cardioid, thì nó sẽ ghi âm đúng cái phần ở phía trước cái phần miệng của bạn nói mà thôi. Hai bên nó sẽ không thu, thì nó sẽ giúp cho các bạn tránh đi những cái tạp âm xung quanh. Ví dụ là các bạn mình, đây là cái bản các bạn đang nghe, là mình đang sử dụng cái búp thu mono cardioid này, thì hai bên nó sẽ không thu. Alo. Thì nó chỉ thu âm đúng cái phần ở phía trước các bạn mà thôi. Còn nếu như các bạn làm bên phóng viên, các bạn làm bên báo chí cũng như là nhân sự, các bạn muốn ghi âm, ghi hình lại cái người phỏng vấn, thì các bạn có thể chọn một cái búp thu khác. Thì các bạn sẽ lựa chọn cái búp thu mono bidirectional, thì nó sẽ ghi âm hai bên left right, và chính giữa nó sẽ không ghi âm. Thì để dành cho ví dụ như là mình quay phỏng vấn trong trường hợp như thế này, các bạn hãy xem thử. Chào anh. Chào anh. Anh nghĩ như thế nào về tình hình này, về dịch bệnh Covid hiện nay ạ? Anh thấy thì cái bệnh này nó làm giảm kẹt xe nè. Ví dụ mình lên coi IQA á, thì mình thấy cái màu xanh lá, màu vàng nó cũng nhiều hơn, người không khí chắc cái trong lành hơn, tại vì kẹt xe không ít á. Còn hiện tại thì anh hay kẹt tiền xí, em cho anh xin ít tiền nha. Ô, em làm gì có mà xin anh, em không dám thôi. Cái bộ này anh thấy cũng chắc cũng phải 7 triệu đúng không? Cho anh xin bộ này đi. Nha, nha. Ừ, làm gì có đâu. Nha, nha. Mất điện thoại rồi. Mất điện thoại rồi. Chào các bạn, thì bây giờ mình đang thử cái tính năng, cái chất lượng âm thanh của cái chiếc micro Shure MV88 cộng này dành cho các bạn. Ví dụ mình làm là vlogger hay là youtuber, thì các bạn đang nghe thử là mình ghi hình thông qua cái app Shure Multi Video. Thì với cái app đó các bạn có thể mình chỉnh cái chất lượng âm thanh cũng như là cái chất lượng video từ cái điện thoại của các bạn cũng như là từ cái chiếc micro này. Thì với cái điện thoại mình có thể mình chỉnh khung hình nè, rồi chất lượng hình ảnh 1080 hay là 4K này nọ. Còn ở trên Shure Multi 88 thì mình có thể mình chỉnh cái chất lượng cái đuôi của cái file âm thanh cũng như là cái tần số của cái file đó. Và đồng thời là các bạn cũng có thể chỉnh cái EQ thông qua cái khi mà bạn bấm vào cái thanh hình micro trên cái app Shure Multi Video á, nó sẽ chuyển qua cái app là Shure Multi Audio. Thì nó ở đó các bạn có thể mình chỉnh các cái búp thu, chỉnh EQ cũng như là limiter cũng như là compressor, thì tùy theo để đáp ứng cho cái đúng cái chất lượng âm thanh mà các bạn muốn ghi hình. Ví dụ đó trời gió to hay gì nọ, bạn muốn cắt giảm cái gì đó thì mình có thể chỉnh qua cái app đó. Rồi, đây là bản demo dành cho các bạn là vlogger và youtuber.